Long Vương trở lại Giang Thần. Chương 251, vị khách quý. Vương Thần không ngờ khách sạn huy hoàng này lại bất ngờ đổi chủ nhân, giờ ông chủ của nó chính là tập đoàn thời đại Khoa. Người nhà họ Đường đút lót người trong tập đoàn thời đại Khoa, hòng vào ở trong khách sạn này. Giờ bị thành phần cấp cao trong thời đại Khoa biết được, bọn họ đã sắp sửa mở cuộc họp ban quản trị. Uông Thông muốn anh ta chịu oan ức thay. Như vậy thì đời này của anh ta coi như xong rồi. Giám đốc Uông, sau này nhất định anh phải che chở cho tôi nha, ở nhà tôi còn mẹ già con thơ. Uông Thông vỗ vai Vương Thần, thề thốt, anh cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây thì anh tuyệt đối không thể chết đói được, anh cứ tạm thời gánh trách nhiệm trước, đợi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ đưa anh quay trở lại. Có câu nói này của Uông Thông, Vương Thần cảm thấy yên tâm rồi. Toàn bộ quản lý, nhân viên của khách sạn Huy Hoàng đều đứng đợi ở cửa chính khách sạn, bọn họ đang đợi ông chủ tới. Bởi vì trừ tổng giám đốc ra, những quản lý khác đều không biết khách sạn đã sớm đổi chủ rồi. Ngay sau đó, một chiếc xe thương vụ nhỏ xuất hiện, đỗ ngay trước cửa khách sạn Huy Hoàng. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ trên xe bước xuống. Cô ta mặc một bộ đồ công sở, áo tấc trắng, quần váy đen bó sát, mái tóc đen ngắn mượt mà, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, từ người toát ra khí chất mạnh mẽ cường quyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta tên Nhiếp Lệ Lệ, chính là tổng giám đốc bộ phận khách sạn thuộc tập đoàn thời đại Khoa. Tổng giám đốc Nhiếp, Uông Thông lập tức chạy tới, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười niềm nở, cúi đầu khom lưng, chào tổng giám đốc Nhiếp. Những quản lý khác của khách sạn cũng bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Người phụ nữ này là ai? Đây không phải ông chủ sao? Nhiếp Lệ Lệ trông thấy mọi người đứng túm tụm một chỗ bèn lên tiếng nhắc nhở, lát nữa tổng giám đốc Bạch tới, mọi người tuyệt đối không được sơ suất đâu đấy. Hả, tổng giám đốc Bạch, Uông Thông hơi lặng người, vài giây sau anh ta mới hô lên, là, chính là tổng giám đốc Bạch, chủ tịch hội đồng quản trị thời đại Khoa sao? Nhiếp Lệ Lệ gật đầu. Sao lại như vậy? Tổng giám đốc Nhiếp, tổng giám đốc Bạch cái gì chứ? Không phải ông chủ của khách sạn là ông chủ Trần sao? Ông ta có quan hệ với tổng giám đốc Bạch của thời đại Khoa từ lúc nào thế? Chẳng lẽ khách sạn Huy Hoàng bị mua lại rồi? Mọi người rì rào bàn tán. Nhiếp Lệ Lệ không nói gì, chỉ cùng Uông Thông đứng sang một bên đợi. Giang Thần ghé qua xem tình hình, nhìn thấy Nhiếp Lệ Lệ, anh biết cô ta là người của thời đại Khoa, có điều anh không đi qua đó, chỉ đứng một bên đợi tổng giám đốc Bạch tới. Bởi vì người biết được thân phận thật sự của anh chỉ có Bạch Tố. Giờ anh mà qua đó, không những bị mấy người kia ngó lơ, thậm chí có khi còn bị coi là thằng điên, bị đuổi ra ngoài cũng nên. Nhiếp Lệ Lệ vừa tới được vài phút, một chiếc xe thương vụ trông rất bình thường khác đã lại chạy đến trước cổng khách sạn, một người phụ nữ mặc váy trắng vội vàng từ trên xe bước xuống. Mái tóc cô ta hơi rối, rõ ràng là chưa kịp chỉnh trang cho tử tế trước khi rời khỏi nhà. Người này chính là Bạch Tố. Cô ta vừa từ nhà riêng tới đây. Sau khi Bạch Tố biết chuyện khách sạn Huy Hoàng, biết được Giang Thần có đến đây, cô ta lập tức không chần chừ lái xe tới đây, còn không có thời gian rửa mặt chải đầu. Bạch, tổng giám đốc Bạch. Nhiếp Lệ Lệ lịch sự gọi. Những người khác cũng kính cẩn chào hỏi Bạch Tố. Vẻ mặt của Bạch Tố hơi hoảng loạn, cô ta nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn gặp. Sau đó cô ta không nhịn được mà hỏi, Giang Thần đâu, người nhà họ Đường đâu. Mọi người đều ngẩn người một lúc. Vương Thần còn tưởng tổng giám đốc Bạch tới tìm người nhà họ Đường để kiếm chuyện. Anh ta cũng tưởng liên minh năm huyện và thời đại Khoa ở cùng một phe. Vương Thần đi tới định bụng giành công, tổng giám đốc Bạch, tôi đã đuổi đám người nhà họ Đường đi rồi. Nói xong, anh ta bèn kể lại tường tận câu chuyện xảy ra trong thời đại Khoa hồi trước cho cô ta nghe. Từ người nhà họ Đường tới khách sạn Huy Hoàng, đến Liễu Sung xuất hiện. Anh ta cảm thấy có gì đó không ổn nên mới định góp công góp sức, đuổi người nhà họ Đường đi. Anh ta cứ tưởng Bạch Tố tới kiếm chuyện, chất vấn mình tại sao lại cho người nhà họ Đường thuê phòng trong khách sạn này. Thoạt đầu, anh ta nói mình là người cho thuê phòng, nhận sai trước. Sau đó lại nói mình lấy công chuộc tội. Sắc mặt Bạch Tố trở nên âm trầm đến đáng sợ. Cô ta bước tới, giơ tay tát vào mặt anh ta một cái tát trời giáng. Bốp! Phát tát rất kêu. Vương Thần không dám oán giận, anh ta chỉ cúi đầu thấp xuống, hết mực xin lỗi, tổng giám đốc Bạch, tôi xin lỗi, tôi, trước đó tôi không hề biết chuyện hai nhà họ Ngụy và họ Hứa đã bắt đầu tấn công,
chèn ép nhà họ Đường, nếu tôi biết thì có đánh chết cũng không dám cho nhà bọn họ thuê phòng. Uông Thông rất hài lòng. Cái tên Vương Thần này cũng thức thời, khi không lại nhận hết trách nhiệm về mình. Mặc dù vậy, Bạch Tố vẫn quay ra mắng nhiếc Vương Thần, hai nhà họ Ngụy và họ Từ là cái thá gì? Liên minh năm huyện cũng là cái gì chứ? Nhà họ Đường chính là khách quý của thời Đại Khoa, nhà họ Ngụy, nhà họ Từ chèn ép nhà họ Đường, người khác sợ, thời Đại Khoa của tôi cũng phải sợ theo sao? Vương Thần nghe xong, không khỏi sững sờ. Uông Thông cũng ngẩn tò te. Một lát sau Uông Thông cũng tới, anh ta giẫm chân lên người Vương Thần, tức giận mắng, cái thằng chết tiệt này, tôi đối đãi với anh như thế nào, sao anh dám lạnh nhạt với nhà họ Đường, làm việc kiểu gì thế hả? Từ giờ anh bị sa thải. Lúc này Vương Thần mới phản ứng lại, anh ta bắt đầu khóc lóc, tổng giám đốc Bạch, tôi không biết mà. Người đâu, người nhà họ Đường và Giang Thần đâu cả rồi? Bạch Tố gầm lên. Người khác không rõ thân phận của Giang Thần, còn cô ta lại biết rất rõ. Nhưng anh có ơn tri ngộ đối với cô ta, nếu không nhờ Giang Thần thì giờ cô ta vẫn chỉ là một tên trộm mộ bị người đuổi đánh. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều nhân vật máu mặt muốn giết Giang Thần. Nhưng, ngay cả khi bị 28 võ đạo tổ sư toàn quốc, 10 vạn đại quân đuổi giết, Giang Thần vẫn còn sống, vậy thì ở Giang Trung này còn ai có thể giết anh được? Ở đằng trước, Vương Thần cứ như một đứa trẻ phạm lỗi, chỉ tay về phía cách đó hơn 100 mét rồi nói, trước đó vẫn còn ở đằng trước, giờ thì không biết. Lúc này, Giang Thần mới quay lại. Bạch Tố vừa nhìn thấy Giang Thần bèn lập tức chạy tới, gương mặt lộ vẻ áy náy, Giang, anh Giang, tôi xin lỗi. Chuyện này xảy ra là do sơ suất của tôi, sau này tôi nhất định dốc sức hoàn thành mọi việc anh giao phó. Giang Thần xua tay, nói thôi bỏ đi, mau qua đón người nhà họ Đường tới đây, sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, bằng không. Vâng, vâng, vâng. Bạch Tố nói liền tù tì tận ba chữ, vâng. Giờ tôi lập tức đích thân tới đón họ. Giang Thần lại khoát tay, cô không cần đi, quay về nghỉ ngơi, để người khác đi thay là được rồi. Bạch Tố lập tức quay ra quát lớn, còn đứng đần ra đó làm gì, mau đi đón người đi. Nhiếp Lệ Lệ gật đầu cái rụp, đáp vâng, thưa Tổng Giám Đốc Bạch. Nói rồi cô ta quay người rời đi. Sau đó người quản lý của khách sạn Huy Hoàng cũng đi theo cô ta. Phù! Lúc này, Bạch Tố mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ta dương mắt nhìn Giang Thần, anh Giang, xin lỗi anh. Giang Thần phất tay, không sao, mau quay về nghỉ ngơi đi. Vâng. Bạch Tố không dám làm trái lời, bèn gật đầu chào Giang Thần rồi rời khỏi khách sạn. Cách đó vài trăm mét. Người nhà họ Đường túm tụm lại với nhau, người ngồi kẻ đứng. Cái thằng danh con Giang Thần này, vậy mà lại làm nên chuyện, nếu chuyện này không được giải quyết thì e là hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài đường rồi. Giải quyết con khỉ gì, dù sao thì tôi cũng không tin tưởng được nó, cả nhà Đường Sở Sở đều là lũ sao chổi, bọn họ chỉ đem đến phiền phức cho nhà chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải vì Đường Sở Sở thì giờ chúng ta vẫn đang ở trong biệt thự rộng lớn, còn được ngồi hưởng điều hòa. Người nhà họ Đường lên tiếng nói, giọng điệu không mấy hòa hoãn. Đúng lúc này, Nhiếp Lệ Lệ cũng dẫn theo người của khách sạn Huy Hoàng tới. Người nhà họ Đường ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía cô ta. Nhiếp Lệ Lệ đi tới, mặt lộ vẻ áy náy, cô ta nói, ông Đường, thật sự xin lỗi ông, chuyện này là sơ suất bên chúng tôi. Thay mặt cho khách sạn Huy Hoàng và tập đoàn thời Đại Khoa, tôi thật sự xin lỗi ông, mong ông không để bụng, chúng tôi đã sắp xếp phòng ổn thỏa, đều là những phòng VIP dành cho Tổng thống, xin mời đi lối này. Vừa nói, cô ta vừa làm động tác tay mời khách. Xin mời quý khách. Những người đi cùng cô ta cũng đồng thanh nói. Cả nhà họ Đường ai nấy đều kinh ngạc, miệng há hốc thành hình chữ O. Chương 252, đi tới nhà họ Liễu. Người nhà họ Đường cứ ngẩn ra. Ban nãy bọn họ còn đang bị đuổi như đuổi tà cơ mà. Sao nhoáng một cái, thái độ của bọn họ đã thay đổi 180 độ, quay ra đon đả mời chào thế này. Chẳng nhẽ, thật sự là nhờ Giang Thần ra mặt. Vương Thần đi tới, đứng trước mặt Đường Thiên Long, anh ta dùng hết sức tát thật mạnh vào má mình một cái. Ông Đường, tôi xin lỗi, là do lỗi của tôi không biết ông là khách quý của thời Đại Khoa. Nếu sớm biết thì có đánh chết tôi cũng không dám làm khó ông Đường đây. Uông Thông vội bước lên, mở miệng nhận sai, ông Đường, lần này là do sơ suất của phía khách sạn Huy Hoàng chúng tôi, anh ta đã bị sa thải rồi ạ. Nhiếp Lệ Lệ liếc Uông Thông một cái,
nói anh cũng đã bị sa thải. Hả? Uông Thông lộ vẻ sửng sốt không thể tin được, anh ta xoắn suýt lên với Nhiếp Lệ Lệ, tổng giám đốc Nhiếp, chuyện này đâu có liên quan tới tôi, đều là do một tay thằng nhãi Vương Thần này làm ra hết, tôi luôn làm việc rất cẩn trọng, tôi. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Nhiếp Lệ Lệ không có ý nể mặt Uông Thông. Ngay cả Bạch Tố cũng xuất hiện, điều này chứng tỏ lai lịch nhà họ Đường này lớn đến chừng nào, và cả người mà cô ta gọi là anh Giang kia cũng không phải dạng tầm thường. Không sa thải mấy người này thì Nhiếp Lệ Lệ khó mà ăn nói. Những người quản lý khác của khách sạn tuyệt nhiên không dám hé răng nói nửa lời. Bấy giờ, Đường Lỗi mới ban nãy bị đánh đến bầm dập bèn thẳng đầu ưỡn ngực, vênh váo chỉ tay vào mũi Vương Thần, mắng Nhiếp, thằng oát con, trước đó có phải chính mày dẫn bảo vệ đến đuổi tao đi đúng không? Tao cho mày đuổi đấy, cái loại mắt chó coi thường người khác này. Vừa nói, anh ta vừa dùng chân đạp vào người Vương Thần. Vương Thần bị đạp, bị đánh nhưng không dám kêu nửa lời. Cùng lúc này, Giang Thần cũng tới nơi, nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng không ai bì nổi của Đường Lỗi, anh chỉ lắc đầu rồi ngăn lại, bỏ đi, muộn vậy rồi, vẫn nên mau chóng đi nhận phòng rồi nghỉ ngơi cho sớm. Nghe vậy, Đường Lỗi mới dừng tay lại. Nhiếp Lệ Lệ tới trước mặt Giang Thần, bày ra vẻ cung kính, anh Giang, chuyện này, anh muốn giải quyết sao mới hài lòng? Hay là tôi đổi người hết tất cả từ quản lý đến bảo vệ, anh xem như vậy có được không? Giang Thần hờ hững đáp, cô cứ tự giải quyết đi. Nói rồi, anh xoay người rời đi. Giang Thần. Đường Kiệt lập tức tiến lên gọi anh lại. Giang Thần ngoảnh lại nhìn ông ta, nói chuyện của Đường Mao, cháu sẽ giúp đỡ. Đường Kiệt vội nói, cảm ơn nhiều. Giang Thần không nói gì nữa, cứ thế rời đi. Dưới sự chỉ dẫn của Nhiếp Lệ Lệ, cả nhà họ Đường vào trong khách sạn Huy Hoàng, cũng coi như đã có chốn nghỉ chân. Tại một căn phòng VIP trong khách sạn, người nhà họ Đường tụ tập lại với nhau. Đường Hải không nhịn được bèn hỏi, bố, rốt cuộc thằng nhóc Giang Thần này có lai lịch như thế nào vậy? Nhà chúng ta đắc tội với nhà họ Ngụy và họ Hứa đó, giờ người trong Giang Trung chẳng ai muốn dính dáng tới nhà chúng ta nữa, vậy mà Giang Thần lại thuyết phục được thời đại khoa ư. Đường Lỗi nhớ ra gì đó, nói, bố ơi, bố quên rồi à, lần trước ở Đế Vương Cư chẳng phải có một người tên Hà Tâm đi cùng với Bạch Tố của thời đại khoa sao, con nghe nói hiện giờ cô ta chính là người phụ trách mảng thực phẩm cho thời đại khoa đó. Nghe Đường Lỗi nói vậy, mọi người mới sực nhớ ra. Lần trước Đường Sở Sở vì tưởng Hà Tâm với Giang Thần gian díu với nhau nên mới làm ầm ĩ đòi ly hôn. Chắc chắn giữa hai người đó có gì mờ ám, lần này nhất định là Giang Thần đã tới cầu xin Hà Tâm, cho nên cô ta mới chịu ra mặt. Nhà họ Đường gì dầm bàn tán. Đường Thiên Long xua tay, đáp, được rồi, mau giải tán hết đi, về phòng nghỉ sớm. Lúc này mọi người mới lần lượt rời khỏi phòng khách. Ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Giang Thần lái xe rời khỏi khách sạn Huy Hoàng. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu đi ngủ rồi lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Ông ta liếc thấy tên người gọi là Giang Thần thì không dám thở ơ, lập tức nhận cuộc gọi. Ông. Chủ Giang, có gì căn dặn? Tôi cần địa chỉ nhà họ Liễu. Nhà Liễu đó ư. Nhà Liễu Thiếu Huy, có đứa con trai tên Liễu Sung ấy. Được, tôi lập tức điều tra. Quỷ Kiến Sầu cúp máy rồi nhanh chóng gọi đến trụ sở chính, bắt đầu sử dụng mạng lưới tình báo. Ông ta nhanh chóng tra ra toàn bộ thông tin có liên quan tới nhà họ Liễu. Sau đó, Quỷ Kiến Sầu gửi hết thông tin qua cho Giang Thần. Giang Thần bèn lái xe tới thẳng biệt thự nhà họ Liễu. Hiện giờ ở Giang Trung có hơi loạn lạc, nhiều thế lực từ bốn phương tám hướng kéo đến, muốn dùng quan hệ để cứu Đường Mao thật sự rất khó, hơn nữa. Anh ngoài việc có quen biết với Tiêu Giao Vương ra thì cũng không quen ai làm quan chức to nữa. Tiêu Giao Vương là tổng soái Nam Quân, hiện giờ đang đảm nhiệm Giang Trung, có không ít người chú ý đến ông ta, chỉ cần làm sai một chuyện thì sẽ thành không thể cứu vãn. Giờ muốn cứu được Đường Mao thì chỉ còn một cách. Chính là ai đưa vào thì chính người đó phải lôi ra. Một lúc sau, Giang Thần đã tới trước cổng biệt thự nhà họ Liễu. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Tầng 2 căn biệt thự nhà họ Liễu vẫn đang sáng đèn. Giang Thần dừng xe, anh bước xuống đi tới cạnh tường rào, chống tay lên tường, hơi dùng lực, cơ thể bay bổng lên, cao hơn cả bức tường cao hơn 2 mét kia, chẳng mấy chốc anh đã nhảy vào sân trong biệt thự. Anh bám vào thành tường, leo lên trên tầng 2, tới được ban công của căn phòng đang sáng đèn. Trong phòng, Liễu Sung đang băng khăn giấy quanh mũi, cái này là do bị Đường Mao đánh,
hiện giờ mũi anh ta đang chảy rất nhiều máu. Hôm nay tâm trạng anh ta khá tốt. Hại nhà họ Đường, nịnh nọt được Hứa Khung nhà họ Hứa, sau này có được sự che chở của nhà họ Hứa, anh ta sẽ phất to, nhà họ Liễu sẽ phất to. Vì thế mà anh ta đã chịu bỏ ra số tiền hơn 1 triệu để tìm một sao nữ hạng 2. Lúc này, trong phòng anh ta đang diễn ra một màn lăn giường. Một tiếng kêu động lòng người vang lên. Giang Thần vừa leo lên ban công thì nghe thấy tiếng kêu này, cho dù anh chưa từng trải qua loại chuyện đó nhưng cũng biết bên trong phòng đang có hoạt động gì. Anh cau mày, lẩm bẩm, đêm khuya tịch mịch còn không chịu đi ngủ, lăn giường cái gì chứ? Anh định xông vào, rồi lại cảm thấy mình phá hỏng chuyện tốt của người khác cũng không ổn cho lắm. Anh bèn đợi khoảng 10 phút sau. Trong phòng đã trở nên yên tĩnh. Lúc này, Giang Thần mới mở cửa sổ rồi trèo vào trong. Một cô gái yêu kiều, bấy giờ trên người cô ta không mảnh vải che thân, đang rúc vào lồng ngực Liễu Sung, ngón tay khẽ di chuyển trên người anh ta, tỏ vẻ nũng nịu, nói, anh Liễu, anh từng hứa với em sẽ đầu tư một bộ phim cho em làm diễn viên chính rồi đó. Ha ha, được rồi. Tâm trạng hiện giờ của Liễu Sung đang cực kỳ tốt, anh ta cười to, nói, đợi anh giàu rồi, bộ phim đó không thành vấn đề. Đúng lúc đó, cửa sổ bị mở ra, một người đàn ông xông vào. Cô gái vội kéo chăn che cơ thể kiều diễm của mình lại. Liễu Sung nhất thời sững người, sau đó lập tức hét lên, Giang Thần, thằng phế vật này, mày tới nhà tao làm gì hả? Anh ta vừa mắng vừa xoay người đứng dậy mặc quần áo. Liễu Sung vừa mới xỏ được cái quần xịp thì Giang Thần đã bước tới, trong tay anh xuất hiện một cây châm, anh cắm thẳng nó vào người Liễu Sung. Bị điểm huyệt, Liễu Sung nhất thời không thể cử động được. Anh ta biến sắc, Mày làm gì tao thế? Giang Thần liếc sang cô gái nãy giờ co rúm trong tấm chăn, chỉ hở mỗi cái đầu ra ngoài, không nhịn được mà sờ sờ mũi, trong lòng khẽ lẩm bẩm, mấy thằng nhà giàu cũng thật biết cách chơi bời. Anh là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý mạnh, nãy giờ đứng ngoài ban công nghe bọn họ phát ra âm thanh đó, trong lòng quả thật cũng không tránh khỏi cảm giác dạo dực. Anh quyết định, đợi sau khi trở về nhà, nhất định anh sẽ cùng Đường Sở Sở quấn quýt không rời trên giường. Cho dù Đường Sở Sở không đồng ý thì anh cũng phải cưỡng ép cô. Nhịn lâu như vậy, anh sắp hỏng cả người rồi. Anh lôi một cái ghế sang rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Sung đang đứng yên tại chỗ, miệng nở nụ cười nhạt, sao tôi lại tới tìm anh, chắc anh cũng biết. Liễu Sung tức giận, hung hăng mắng, phế vật, rốt cuộc mày làm gì tao thế này, tao nói cho mày biết, mày sắp toi rồi, tao phải kiện mày tội xâm nhập nhà ở trái phép, nửa đời sau mày xác định chết dục xương trong tù đi. Giang Thần cười khinh bỉ. Anh đứng dậy, trong tay lại xuất hiện thêm mấy chục cây châm nữa, một phát ra tay, anh lập tức cắm tất cả số châm kia lên người Liễu Sung. Mày! Cảm giác được cơ thể có sự thay đổi, sắc mặt Liễu Sung lập tức trở nên trắng bệch. Giang Thần thu lại kim châm, tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh. Nửa đời còn lại của anh đừng mong đụng tới phụ nữ nữa. Nói xong, anh quay người rời đi. Sau khi Giang Thần rời khỏi, Liễu Sung lập tức cởi quần xịp ra. A! Anh ta gầm lên rồi nhìn sang cô sao nữ nhỏ bé đang vùi mình trong tấm chăn nằm trên giường. Chương 253, nhà họ Liễu thỏa hiệp. Cô sao nữ vội vàng lật người bò dậy, nhìn vào cái chỗ bé tí tẹo kia của Liễu Sung. Cô ta lập tức bị dọa sợ kinh hồn. Mới ban nãy chỗ đó còn to lớn cường tráng, sao giờ lại chỉ còn chút xíu thế kia? Cô ta bắt đầu sử dụng toàn bộ kỹ năng trên cơ thể. Nhưng bất kể cô ta có dùng tay, miệng, hay ngực, đều không có phản ứng gì. Đợi anh tàn rồi, làm sao đây, làm sao đây? Liễu Sung sốt ruột kêu lên. Lúc này, Giang Thần đã tới phòng Liễu Thiếu Huy. Giờ này Liễu Thiếu Huy đã đi ngủ, bỗng nghe thấy có người mở cửa sổ trèo vào, ông ta bèn tỉnh giấc, vội mở đèn lên, lấy ra một con dao găm ngay đầu giường, hét lên, ai đó? Chồng à, anh sao vậy? Sao khi không lại hét thất thanh vậy chứ? Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm, gương mặt bà ta lộ vẻ khó chịu, sau đó bà ta lập tức nhìn về phía Giang Thần vừa trèo vào, hét toáng lên. Giang Thần đi tới, kéo một băng ghế tới rồi ngồi xuống. Giang Thần, là mày à đồ phế vật, mày tới nhà tao làm cái quái gì vậy? Liễu Thiếu Huy trông thấy người tới thì nhất thời nổi giận, ông ta với lấy cái điện thoại định gọi điện báo cảnh sát. Giang Thần châm một điếu thuốc lá, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, anh chỉ hờ hững nói, Liễu Thiếu Huy,
tôi khuyên ông chớ nên hành động bồng bột, bằng không hậu quả sẽ do một mình ông gánh hết đấy. Liễu Thiếu Huy thấy Giang Thần cứ thản nhiên không biết sợ là gì, trong lòng không khỏi ngờ vực, không biết nửa đêm thằng nhãi này chạy đến đây để làm gì, chẳng lẽ là vì chuyện của nhà họ Đường. Ông ta nhìn chằm chằm Giang Thần, lạnh lùng hỏi, Giang Thần, mày tới đây làm gì? Giang Thần lấy điện thoại ra, mở lại phần thông tin về nhà họ Liễu mà vừa nãy Quỷ Kiến Sầu gửi tới, rồi anh đọc lên, một năm trước, Liễu Sung làm một nữ sinh đại học có thai, còn đẩy ngã cô ấy từ tầng 8 xuống, một sát hai mạng người, cuối cùng nhà họ Liễu lại lấp liếm qua loa rằng nữ sinh đó tự sát. Hai năm trước, Liễu Thiếu Huy đã đút lót 180.000 cho người phụ trách dự án nào đó trong thành phố. Năm năm trước, xưởng sản xuất nhà họ Liễu bị cháy, có ba người bị chết cháy trong đó, cuối cùng. Đủ rồi. Liễu Thiếu Huy lớn giọng quát, cắt ngang lời Giang Thần, ông ta sầm mặt hỏi, Giang Thần, rốt cuộc mày muốn gì? Liễu Thiếu Huy sợ rồi, ông ta không biết tại sao Giang Thần lại biết những chuyện này. Nếu để những chuyện này lộ ra ngoài thì nhà họ Liễu coi như xong. Giang Thần đáp lại bằng giọng thản nhiên, tôi nghe nói nhà họ Liễu muốn nhắm vào nhà họ Đường, còn đánh Đường Mao đến nỗi không thể tự sinh hoạt được, chưa hết, còn tống anh ta vào đồn cảnh sát. Quả nhiên anh là vì Đường Mao nên mới tới. Sắc mặt Liễu Thiếu Huy tái xanh, vô cùng khó coi. Giang Thần đứng dậy, nói, lập tức tới đồn cảnh sát đưa người vào bệnh viện chữa trị cho tôi, sau đó các người phải tới khách sạn Huy Hoàng báo cho người nhà họ Đường biết, nếu sáng mai còn chưa đưa người đi thì ông thử nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào. Giang Thần quay người rời khỏi phòng Liễu Thiếu Huy. Sau khi anh đi, Liễu Thiếu Huy cũng rơi vào trầm mặc suy nghĩ. Rồi ông ta lấy điện thoại ra, bấm gọi một người. Sở trưởng Triệu, bỏ qua chuyện của Đường Tùng đi, còn nữa, giúp tôi đưa người tới bệnh viện, sau đó tới khách sạn Huy Hoàng báo cho người nhà họ Đường biết. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Liễu Thiếu Huy quyết định làm theo lời Giang Thần nói. Làm như vậy rất có khả năng ông ta sẽ đắc tội với hai nhà Ngụy Hứa. Nhưng hai nhà này cũng chưa chắc sẽ gây khó dễ với ông ta. Còn nếu không làm theo lời Giang Thần thì nhà họ Liễu sẽ thật sự xong đời, không thể vực dậy được. Giang Thần phi xe như vũ bão lúc nửa đêm, sau khi trở về nhà họ Đường cũng đã hơn 3 giờ sáng, sắp 4 giờ rồi. Từ lúc anh rời đi, Đường Sở Sở vẫn thức không ngủ, cô chờ anh trong phòng. Mãi đến khi Giang Thần quay về. Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về nhà, sao rồi? Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa cả rồi chứ? Giang Thần đi tới, không nhịn được bèn hỏi, muộn như vậy rồi sao em còn chưa đi ngủ? Mọi chuyện đã giải quyết xong, tạm thời nhà họ Đường đã ổn, không sao đâu, mau ngủ đi. Đường Sở Sở thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giang Thần nhìn thấy Đường Sở Sở đang ngồi cạnh giường, cô mặc một chiếc đầm ngủ mỏng tanh, cảnh đẹp, bên trong như ẩn như hiện, thân hình tuyệt đẹp, gương mặt kiều diễm, nhất thời trong lòng anh xuất hiện ý nghĩ không đoan chính. Anh đi tới ngồi sát cạnh cô, không nhịn được mà luồn tay ôm chặt lấy bờ eo thon thả của Đường Sở Sở. Ngồi gần cô thế này, anh mới ngửi thấy hương thơm mê người toát ra từ cơ thể cô. Giang Thần học ngành y nên anh có thể phân biệt được ngay đây là mùi hương toát ra từ cơ thể chứ không phải hương nước hoa. Vợ yêu! Anh nuốt nước bọt, không kìm chế được dục vọng. Được rồi, muộn lắm rồi, chúng ta mau ngủ thôi. Đường Sở Sở thoáng đỏ mặt, cô kéo Giang Thần nằm xuống để ngủ. Cô cũng rất chủ động ôm lấy anh, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực anh. Giang Thần không nghĩ ngay thẳng được, tâm không được tịnh, anh xoay người, ôm lấy Đường Sở Sở vào hôn cô. A! Đường Sở Sở giật mình kêu lên, vô vội đẩy Giang Thần ra. Giang Thần liếm liếm môi, khuôn mặt gian tà đắc ý cười cười nhìn cô. Anh vốn định cưỡng ép Đường Sở Sở, cưỡng ép vợ mình. Nghĩ lại thôi, vẫn nên đợi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. Anh tổ chức hôn lễ với cô xong sẽ chính thức làm chuyện đó. Không sao rồi, ngủ đi. Giang Thần cười xấu xa, hôn được cô là anh mãn nguyện rồi. Đường Sở Sở đỏ mặt, cô nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, cái môi chu ra, một nụ cười mang theo vẻ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cô. Một đêm tĩnh lặng qua đi. Hôm sau, Giang Thần ngủ tới giữa trưa mới dậy. Lúc anh ngủ dậy, trong nhà còn có người khác. Đường Thiên Long, Đường Hải, Đường Kiệt và cả Đường Bác. Còn lại không một người nhà họ Đường đời thứ ba nào tới. Giang Thần ngái ngủ vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy người ngoài phòng khách thì nhất thời sững người, kêu lên, ông nội, bác cả, chú hai. Đường Thiên Long quay người lại nói, Giang Thần. Đường Kiệt cũng lập tức đứng dậy,
gương mặt ánh lên vẻ cảm động, ông ta nói, Giang thần, chuyện tối qua, cảm ơn cháu nhiều nha, nếu không có cháu ra mặt thì giờ thằng Mao nhà chú vẫn đang ở trong đồn cảnh sát chịu khổ. Giang thần ngáp một cái, vừa cười vừa nói, cháu có công gì đâu, chẳng là cháu có gọi điện thoại cho Hà Tâm của thời đại khoa, đều là nhờ cô ấy giải quyết hộ cho ấy mà. Hà Diễm Mai tỏ ra không hài lòng, bà ta không thích Giang thần ra tay giúp đỡ đám người Đường Thiên Long, thằng danh này, ngay cả chút bản lĩnh cũng không có, chỉ dựa vào Hà Tâm, lại còn ra vẻ này nọ. Nghĩ tới người ra mặt giúp giải quyết là Hà Tâm, cũng là người nhà họ Hà của bà ta. Hà Diễm Mai bèn ngẩng đầu lên, lộ rõ vẻ tự hào, đúng vậy, thế lực nhà họ Hà chúng tôi, các người làm sao tưởng tượng được, giờ nhà họ Đường sa sút, không có ai chịu giúp đỡ, sau này còn phải dựa vào nhà họ Hà chúng tôi kìa. Giang thần đi tới, hỏi, đúng rồi, sao mọi người lại tới đây cả thế này, có chuyện gì sao? Đường Thiên Long thở dài, nói tối hôm qua ông cứ nghĩ tới nghĩ lui, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, cho nên hôm nay mới tới đây để bàn bạc một chút, xem có nghĩ ra được cách nào để vượt qua tai họa gia tộc lần này không. Không mong giàu sang phú quý, chỉ cần không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, sống bình yên là được rồi. Đường Thiên Long vỡ mộng rồi. Ước mơ của ông ta là dẫn dắt nhà họ Đường trở thành hào môn, trở thành một đại gia tộc quyền lực thật sự. Vậy mà sống trên đời mấy chục năm, tới cuối cùng ông ta lại chỉ còn tay trắng. Giờ đây, ông ta không mơ tưởng hão huyền, không nuôi hy vọng nữa. Chỉ mong người nhà mình có chốn nương thân, có công việc để làm, có cơm ăn áo mặc là tốt rồi. Đường Thiên Long lúc này thật giống như con hổ già rụng răng, ông ta đã không còn khí thế cao ngạo rền trời vang đất như ngày xưa nữa. Vậy mọi người cứ việc bàn bạc, Giang thần nhìn Đường Sở Sở đứng bên cạnh, nói với cô, vợ ơi, anh đi làm đây, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Vâng, Đường Sở Sở gật đầu. Giang thần lấy lý do rồi ra khỏi nhà. Rời khỏi nhà họ Đường, anh lái xe thẳng đến phòng khám phàm nhân, gặp Ngân Mị đã đổi tên. Trên đường tới đây, anh có gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu. Ông chủ Giang, cậu có gì dặn dò? Quỷ Kiến Sầu rất biết điều, gọi Giang thần bằng ông chủ. Ông là thần y phương, nổi tiếng khắp nước, chắc hẳn ông có quen biết với vài nhân vật có tiếng trong ngành, có biết chuyện ở Trung Quốc có người được gọi là y vương, không? Đúng rồi, người này còn được mệnh danh là bàn tay vàng nữa. Phương Vĩnh Cát hơi sửng sốt, lập tức cau mày hỏi, ông chủ, người mà cậu nhắc tới không phải người Trung Quốc mà là người nước Triều Tiên, ông ta là thần y nổi tiếng Triều Tiên, trình độ y học rất cao siêu. 5 năm trước, lúc tôi tới Triều Tiên đã từng gặp ông ta một lần, có nói vài câu xã giao, người này, mặc dù xuất thân ở Triều Tiên nhưng kiến thức về y học Trung Quốc lại vô cùng uyên thâm, đúng rồi. Phương Vĩnh Cát ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ở Triều Tiên không gọi là Trung Y mà là Hàn Y. Hàn Y từng là một nhánh của Trung Y, nhưng Y Vương lại nói Trung Y chỉ sao chép lại Hàn Y mới là chính thống. Phương Vĩnh Cát kể sơ qua một lần. Giang thần trầm ngâm, nói tôi cần mọi tài liệu về người này. Ông chủ, cậu làm như vậy không phải là đang làm khó tôi sao? Mạng lưới tình báo của tôi không tra được những chuyện ở nước ngoài đâu. Ông nghĩ cách đi, trước khi trời tối phải gửi cho tôi. Giang thần nói xong bèn lập tức cúp máy. Chương 254, con mồi của Giang thần. Phương Vĩnh Cát bị Giang thần ép buộc, đành miễn cưỡng thỏa hiệp. Giờ ông ta chỉ có thể nghe lời anh. Giang thần muốn có thông tin về Y Vương, ông ta chỉ đành vận dụng tất cả các nguồn thông tin, tư liệu, cố gắng gửi dữ liệu cụ thể cho Giang thần trước khi trời tối. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Giang thần bèn lái xe đến phòng khám phàm nhân. Ngân Mị đã đổi tên thành Giang Mị. Hiện giờ, thân phận của cô ta chính là em gái họ Hàng xa của Giang thần. Lúc này, Giang Mị đang ngồi trên ghế tựa, hai tay chống cằm, ngây người nhìn ra ngoài cửa. Thấy Giang thần đến, cô ta lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, mỉm cười gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào, anh Giang. Trông dáng vẻ Giang Mị lúc này thật giống như cô em hàng xóm sát vách, chẳng có chút gì là giống sát thủ. Giang thần đi tới, ngồi xuống một bên, anh hỏi, vết thương thế nào rồi? Giang Mị vừa cười vừa nói, chút thương tích đó có là gì, hồi trước, lúc làm nhiệm vụ, tôi đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, khả năng hồi phục của tôi rất tốt, chắc vài ngày nữa thôi là khỏi hẳn. Giang thần gật đầu, nói, mau chóng dưỡng lành vết thương, cục diện Giang Trung tiếp theo đây sẽ rất phức tạp, tôi lo kẻ thù bị dồn vào đường cùng sẽ bất chấp quay lại ra tay với vợ tôi, cho nên tôi cần cô mau chóng lành bệnh để còn bí mật bảo vệ cô ấy nữa.
Giang Thần biết, từ lúc anh từ chức, hoặc nói đúng ra là từ giây phút anh nộp đơn xin từ chức, trở về Giang Trung, đã có người âm thầm tính kế muốn hại anh rồi. Hiện giờ kẻ muốn nhằm vào nhà họ Đường cũng chỉ có Thương hội Tứ Hải, Liên minh Năm Huyệt, người có máu mặt thật sự còn chưa ra tay, cũng chưa xuất đầu lộ diện. Anh phải chuẩn bị xong xuôi từ trước, bảo vệ Đường Sở Sở thật tốt. Anh cũng lo chỉ dựa vào một mình Giang Mị thì không đủ an toàn. Tuy Giang Mị rất mạnh, nhưng dù gì cô ta cũng chỉ là một trong số 3 sát thủ cấp SSS của Hắc Điện. Nếu Hắc Điện lại điều động sát thủ cấp SSS lần nữa, sát thủ âm thầm hành động, cho dù là Giang Mị cũng khó lòng bảo vệ được. Anh cần phải có thêm nhiều cao thủ nữa. Và lại, anh cũng không thể điều người của Hắc Long đến bảo vệ Đường Sở Sở. Giang Mị, cô có quen biết sát thủ Hắc Điện nào khác không? Hả? Ngân Mị nhìn Giang Thần, hỏi, anh Giang, anh có ý gì? Có phải anh nghi ngờ tôi còn dây dưa với Hắc Điện đúng không? Giờ tôi đã phản bội Hắc Điện, chỉ cần đến cửa Hắc Điện sẽ lập tức bị xóa sổ ngay, tôi sao còn dám liên lạc với sát thủ nào khác trong đó? Giang Thần khẽ xua tay, tôi không nghi ngờ cô, chỉ là tôi muốn chiêu mộ càng nhiều sát thủ càng có lợi cho tôi mà thôi. Giang Mị thở phào một hơi. Thật sự là tôi không có liên lạc với bất cứ sát thủ nào khác của Hắc Điện, và lại tôi cũng không biết bọn họ là ai, có thể là nhân viên văn phòng, cũng có thể là nhân viên quán hát, thậm chí còn có thể là công nhân làm việc ở công trường. Ngân Mị hít sâu một hơi. Hắc Điện là một tổ chức rất phức tạp. Ở Hắc Điện, có hai loại sát thủ. Giang Thần bắt đầu có hứng thú, nói tôi nghe xem. Giang Mị nói tiếp, loại thứ nhất là sát thủ được nuôi dưỡng bởi Hắc Điện. Hắc Điện tìm kiếm trẻ mồ côi khắp thế giới, nuôi dưỡng và huấn luyện chúng trở thành sát thủ từ khi còn nhỏ, để chúng tự giết lẫn nhau, đứa nào sống tới cuối cùng thì được ăn cơm, được giữ lại mạng sống, những sát thủ được đào tạo như vậy đều là những kẻ độc ác tàn nhẫn vô cùng. Loại còn lại là những sát thủ được thuê. Những sát thủ này không rõ thân phận, bọn họ chỉ xuất hiện khi Hắc Điện cần, nhận nhiệm vụ từ Hắc Điện, sau khi hoàn thành thì Hắc Điện sẽ ăn 20% tiền hoa hồng. Giang Thần khẽ gật đầu, liếc Giang Mị một cái rồi hỏi, cô thuộc loại nào? Loại thứ nhất, sắc mặt Giang Mị trở nên ảm đạm, cô ta nói, từ lúc tôi có ý thức về mọi vật tới giờ, những gì tôi nhìn thấy chính là máu tươi, từ nhỏ tôi đã bị nhốt trong lồng, cùng với chó dữ, sói hoang, tôi phải chiến đấu với chúng. Giang Mị kể về những chuyện mình từng trải qua. Tuổi thơ của cô ta thật bi thảm. Đã từ lâu, Giang Mị muốn rời khỏi Hắc Điện, nhưng cô ta lại không dám. Bởi vì cô ta biết Hắc Điện ghê gớm đến mức nào, chỉ cần có sát thủ muốn lui bước, thoát ly thì thứ chờ họ phía trước chính là cái chết. Giang Thần trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó anh nói, hiện giờ Hắc Điện đã phát lệnh truy sát cô, nếu cô xuất hiện thì liệu người của Hắc Điện có xuất hiện không? Giang Mị liếc Giang Thần một cái, hỏi, anh Giang muốn dùng tôi làm mồi nhử à? Ừm. Giang Thần gật đầu. Giờ tôi đang cần nhiều sát thủ hơn nữa. Cô lại là sát thủ cấp SSS của Hắc Điện, hiện giờ Hắc Điện cũng đã bắt đầu truy giết cô, chỉ cần cô xuất hiện, chỉ cần có sát thủ cấp SSS dám xuất hiện thì tôi lập tức sẽ khiến hắn một đi không trở về. Giang Mị gật đầu đồng ý, có chuyện gì cần tôi làm, anh Giang cứ việc giao phó. Giang Thần khoát tay, nói tôi chỉ tìm cô bàn bạc trước, dù gì việc này cũng nguy hiểm, giờ cô lại đang bị thương, đợi sau khi vết thương lành rồi, đợi tiểu Hắc xuất viện, chúng ta sẽ lại bàn cụ thể hơn về kế hoạch này. Vâng. Giang Mị gật đầu. Giang Thần bàn bạc một chút với Giang Mị rồi rời khỏi phòng khám phàm nhân. Anh vừa ngủ dậy đã tới đó, đến giờ còn chưa ăn cơm. Anh lái xe về hướng thành phố, tìm tới một quán phở khá nổi tiếng, gọi một bát phở thịt dê. Quán này bán rất chạy, cả 10 cái bàn đã có khách ngồi gần kín hết. Giang Thần tìm một chỗ bàn trống rồi ngồi xuống, sau khi gọi phở xong, anh kiên nhẫn ngồi chờ nhân viên bưng ra cho mình. Lúc này, một người phụ nữ mặc váy liền thân màu đen, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đeo một cặp kính mát bước vào quán. Cô ta nhìn quanh, thấy mấy cái bàn trong quán gần như đã chật khách ngồi, chỉ còn một chỗ trống chỗ bàn của Giang Thần. Cô ta bèn đi tới, cười với Giang Thần rồi ngồi xuống đối diện với anh. Sau đó, cô ta ngoảnh lại nói với nhân viên phục vụ, cho một bát phở thịt dê, bát to nhé, nhiều thịt dê nhiều phở. Giang Thần không để ý tới người phụ nữ phía đối diện, thậm chí anh còn không ngẩng lên nhìn cô ta lấy một lần. Anh đang cầm điện thoại chơi trò Plan and Zombie. Đan Thiến Thiến gọi món xong lại đưa mắt nhìn xung quanh, giống như đang rất tò mò. Cuối cùng, cô ta nhìn Giang Thần,
trông thấy anh rất quen, thế là không nhịn được bèn hỏi, chú ơi, chú chơi cái gì đó? Giang Thần ngẩng lên liếc cô ta một cái. Rồi anh thờ ơ đáp, tôi già đến thế sao? Mới có 27 tuổi. Đan Thiến Thiến mình mặc váy đen dài, mắt đeo kính râm lè lưỡi châm biếm, 27 tuổi còn chưa già sao? Giang Thần nhìn cô ta. Mặc dù cô ta đang ngồi nhưng anh vẫn có thể ước chừng cô ta cao khoảng 1m7. Vóc dáng Đan Thiến Thiến không tệ, bộ váy kia cũng vừa vặn với cô ta, ngực căng mông tròn. Cô ta đeo kính râm cỡ lớn, che hết gần nửa khuôn mặt. Nhưng anh có thể nhìn ra nước da trắng ngần, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, Đan Thiến Thiến quả thật là một mỹ nhân. Giang Thần liếc một tí rồi thôi, anh lại tiếp tục cắm cúi chơi game. Đan Thiến Thiến gỡ kính râm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp, hai mắt to tròn trong veo, như có linh khí, cô ta chớp chớp đôi mắt như nai con, chú ơi, chơi game có gì vui đâu, ngẩng lên nhìn mỹ nhân này đi, xem tôi có xinh không. Đan Thiến Thiến khá tự tin vào nhan sắc của mình. Đúng lúc này, phục vụ quán cũng bưng bát phở lên, đặt xuống bàn, phở của anh đây, mời dùng. Giang Thần cầm đũa định ăn. Từ đầu tới cuối anh vẫn không thèm nhìn Đan Thiến Thiến. Cô ta có hơi bực bội. Cô ta xinh đẹp như vậy, còn được coi là mỹ nhân số một đất Bắc, ở phương Bắc, cho dù cô ta đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Vậy mà giờ cô ta lại bị ngó lơ ở Giang Trung. Này! Cô ta giơ tay đoạt lấy cây đũa trong tay Giang Thần. Cô bệnh à? Giang Thần ngẩng lên nhìn cô ta, mắng, có bệnh thì tới bệnh viện mà chữa. Nói xong, anh lại cầm đũa ăn phở. Đúng lúc này, có một nhóm người từ đâu chạy sồng sộc vào quán. Thanh Trường sao? Sao Thanh Trường, dọn dẹp lại chỗ hỗn loạn. Một người đàn ông trung niên kêu lớn, tất cả mọi người mau chóng rời khỏi đây. Người trong quán phở đều biết sắp có nhân vật quan trọng tới đây, thế là mọi người lần lượt tản đi hết. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Đan Thiến Thiến, tỏ vẻ cung kính, nói, cô chủ. Hai, thật đáng ghét, lại bị mấy người tìm thấy. Đan Thiến Thiến tỏ ra chán nản. Người đàn ông trung niên liếc sang Giang Thần một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu với mất tên mặc đồ đen phía sau, kéo ra ngoài, đánh gãy hai chân, móc mắt ra. Đan Thiến Thiến vừa nghe thấy thế bèn xuống lên, cô ta đứng dậy, hét ầm lên, Lỗ Thâm, chú làm gì vậy? Hừm, Lỗ Thâm hừ lạnh, đáp, dám cướp đồ từ tay cô chủ, đúng là chán sống. Đan Thiến Thiến lạnh giọng nói, tôi cảnh cáo chú, đừng có làm loạn, anh ta là bạn tôi. Giang Thần chẳng buồn đoái hoài gì đến, anh cứ mải miết ăn phở. Đan Thiến Thiến đứng dậy, kéo anh lên, đừng, đừng ăn nữa là mất mạng đó. Cô ta kéo Giang Thần chạy đi. Tôi còn chưa ăn xong mà, làm gì thế, mau bỏ tôi ra. Đan Thiến Thiến không buông tay, cứ kéo anh chạy về phía trước, còn xoay người lại cảnh cáo, Lỗ Thâm, tôi cảnh cáo chú không được bám theo tôi nữa. Ngăn lại. Người đàn ông trung niên lớn tiếng quát mắng. Mười mấy tên mặc vest đen đứng ở cửa bấy giờ mới đứng dàn ra, chặn lại đường đi của Đan Thiến Thiến và Giang Thần. Chương 255, nhà họ Đan ở phương Bắc. Giang Thần nhìn hai mươi mấy người mặc đồ vest màu đen đứng trước mặt. Những người này đứng thẳng, huyệt thái dương hơi phồng lên, thoạt nhìn là những người đã được huấn luyện, có tố chất, là cao thủ có thân thủ nhanh nhẹn. Anh không khỏi tò mò. Người phụ nữ này là ai, tại sao lại có nhiều vệ sĩ đi theo đến như vậy? Đan Thiến Thiến quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận, Lỗ Thâm, ông đang làm gì vậy? Lỗ Thâm khoảng 40 tuổi, mặc quần áo tương đối giản dị, khuôn mặt hình kim cương, để tóc ngắn. Ông ta đi tới, cung kính nói, cô chủ, ông chủ đã dặn chúng tôi phải theo sát cô không rời, hiện tại ông chủ có việc phải làm, sáng mai có thể đến chạy Giang Trung. Tôi không phải trẻ con nữa, đừng có tiếp tục phái người đi theo tôi nữa, có được không? Đan Thiến Thiến tỏ vẻ không hài lòng, kéo Giang Thần, cưỡng ép anh phải đi ra ngoài, đấm đá vào người vệ sĩ ở cửa. Những vệ sĩ này hoàn toàn không dám chống trả. Lỗ Thâm cũng rất bất lực. Ông ta ra lệnh, đi theo. Vâng. Các vệ sĩ theo sau. Giang Thần bị cưỡng ép kéo đi và kéo vào một trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm, một chỗ trong khu nghỉ ngơi. Đan Thiến Thiến vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng thoát khỏi rồi. Nói xong nhìn Giang Thần, lấy ví tiền ra, lấy mấy trăm nhân dân tệ đưa sang, rồi nói, đã làm gián đoạn chuyện ăn uống của anh rồi, đây là bồi thường cho anh. Giang Thần nhận lấy, nói cảm ơn nhé.
anh quay người bỏ đi. Còn Đan Thiến Thiến giống như một con chim sẻ thoát ra khỏi lồng chim, vui sướng vô bờ. Cô ta vừa quay người rời đi, thì cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ngã xuống đất, sau khi hét lên một tiếng thì cô ta đã ngất đi. Giang Thần nghe thấy động tĩnh phía sau, liền quay đầu nhìn. Phát hiện Đan Thiến Thiến đã ngã xuống đất, anh không khỏi cau mày, đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy cô ta, này, sao thế? Anh thấy sắc mặt của Đan Thiến Thiến không ổn. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mái tóc còn ngay lập tức ướt đẫm, trên lông mày xuất hiện còn xuất hiện vài hạt sương mù. Anh cau mày, đưa tay ra để bắt mạch cho cô ta. Lạnh quá, tay Giang Thần giống như là đang chạm vào một cục nước đá, bắt mạch cho Đan Thiến Thiến, anh không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Lỗ Thâm dẫn theo hàng chục vệ sĩ vội vàng chạy tới, chưa kịp đến nơi thì đã lớn tiếng quát tháo, đừng, đừng động vào cô chủ. Ông ta nhanh chóng đi tới, dặn dò, mau, mau đưa cô chủ đi bệnh viện. Giang Thần cau mày nói, cô ta như thế này, chắc là không thể gắng gượng tới lúc đến bệnh viện được đâu. Nghe vậy, Lỗ Thâm nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, định cho Đan Thiến Thiến uống. Nhưng Giang Thần lại nhận lấy, cầm lấy trong tay, nhẹ nhàng đưa lên mũi người trước, còn liếm thuốc. Anh cảm thấy như thể mình đang liếm trên một thanh sắt nóng đỏ, lưỡi truyền đến một cảm giác bỏng rát. Làm gì thế? Lỗ Thâm la mắng, cầm lấy viên thuốc, chuẩn bị đưa cho Đan Thiến Thiến uống. Giang Thần nhẹ giọng nói, thuốc này hỏa khí quá mạnh, cho dù có thể cân bằng âm khí trong cơ thể cô ta, nhưng lại gây tổn thương rất lớn cho cơ thể cô ta, nếu dùng trong một thời gian dài, cô ta nhất định sẽ chết. Lỗ Thâm liếc mắt nhìn Giang Thần một cái, nghi ngờ hỏi, anh là bác sĩ? Ông ta đến từ phương Bắc chỉ để tham dự đại hội trung y lần này. Muốn nhờ một số thầy thuốc đức cao vọng trọng trong kỳ đại hội trung y ra tay, khám bệnh giúp Đan Thiến Thiến. Vâng, tôi sẽ thử. Giang Thần gật đầu, ra lệnh cho mấy vệ sĩ xung quanh nói, tạo thành một vòng tròn, toàn bộ quay người đi. Vệ sĩ liếc nhìn Lỗ Thâm. Lỗ Thâm đưa Đan Thiến Thiến đến Giang Trung chính là muốn tìm bác sĩ. Giang Trung là dược đô, nói không chừng trong số những người bình thường có ẩn giấu thần y thực sự, ông ta lập tức ra lệnh, làm theo đi. Vâng, các vệ sĩ ngay lập tức làm theo. Bọn họ đứng vây vòng quanh Đan Thiến Thiến, sau đó quay lưng lại. Giang Thần nhìn Lỗ Thâm nói, ông cũng xoay người đi đi. Anh muốn làm gì? Sắc mặt Lỗ Thâm sa sầm lại. Thấy ông ta không quay đầu đi, Giang Thần cũng không nói gì, anh đỡ Đan Thiến Thiến lên, để cô ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó cởi váy của cô ta ra, kéo tất cả xuống tới eo, phần thân trên chỉ có ba chỗ. Anh! Lỗ Thâm lập tức vô cùng tức giận. Giang Thần quát, câm miệng. Vươn tay tới thắt lưng sau, hắn lấy ra kim bạc đã chuẩn bị trước đi ra ngoài, không cần khử trùng, trực tiếp cắm vào cơ thể của Đan Thiến Thiến. Anh vừa ra tay, Lỗ Thâm đã sững sờ. Ra tay nhanh gọn, chính xác đến mức khiến Lỗ Thâm hoa cả mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên cơ thể Đan Thiến Thiến đã có hàng chục mũi kim bạc được găm vào. Đỡ lấy cô ta. Khi giọng nói của Giang Thần truyền đến, Lỗ Thâm mới phản ứng lại, đưa tay ra đỡ vai Đan Thiến Thiến để cô ta không bị ngã xuống. Giang Thần đến sau lưng cô ta, bắt đầu xoa bóp một số kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể cô ta. Chẳng mấy chốc, kim bạc trên người cô ta xuất hiện sương mù, một ít khí lạnh từ người cô ta theo cây kim bạc trào ra khỏi cơ thể. Đan Thiến Thiến bất tỉnh dần dần tỉnh dậy. Cô ta cảm thấy lạnh khắp người lạnh lẽo muốn cử động, nhưng cô ta không thể động đậy được. Á! Cảm thấy chiếc váy của mình đang bị kéo xuống, cô ta cất tiếng la. Nhưng bây giờ cô ta rất yếu, tiếng kêu cũng chỉ có lực nhưng không chút sinh khí. Giang Thần thấy khí lạnh trong người cô ta đã bị thải ra ngoài kha khá rồi, thì mới rút kim châm ra, sau đó nói, tự mình đứng dậy, mặc quần áo vào đi. Đan Thiến Thiến nhanh chóng đứng lên, nhưng vì không có sức nên cô ta vừa đứng dậy đã ngã cắm đầu vào vòng tay của Giang Thần. Giang Thần kịp thời đỡ lấy cô ta. Khẽ ôm lấy vòng eo thon của cô ta, như thế cô ta mới không ngã xuống đất. Đan Thiến Thiến ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn thấy một khuôn mặt tuy không đẹp trai nhưng rất có sức hút, càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn, lúc này nhịp tim của cô ta không ngừng tăng tốc. Giang Thần đỡ cô ta đứng vững, sau đó mới thả ra, nhìn thoáng qua ngực của cô ta. Đây là chiếc áo ngực màu đen có ren, dáng người cô ta rất đẹp, chỉ che một nửa người nên để lộ hai bán cầu ra bên ngoài. Vẻ mặt Giang Thần lộ rõ sự ngại ngùng, ho khan một tiếng, khụ khụ, cô mau mặc đồ vào đi.
Đan Thiến Thiến đỏ mặt, cô ta nhanh chóng kéo váy lên và chỉnh trang quần áo lại. Giang Thần xoay người rời đi. Thần y, xin dừng bước. Lỗ Thâm kịp thời ngăn Giang Thần lại, thân hình cong 90 độ, vẻ mặt cung kính nói, tôi là Lỗ Thâm, tổng quản của nhà họ Đan ở phương Bắc, đây là cô chủ cả Đan Thiến Thiến của chúng tôi, Lỗ Thâm đại diện cho nhà họ Đan, mời thần y đến chi nhánh của nhà họ Đan ở Giang Trung làm khách. Giang Thần hơi xua tay, nói thôi khỏi. Nói xong liền xoay người rời đi. Mãi cho đến khi Giang Thần rời đi, Đan Thiến Thiến mới phản ứng lại, cô ta đỏ mặt, nhìn theo bóng lưng Giang Thần rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười khó có thể nhận ra. Lỗ Thâm, tôi đã đột nhiên phát bệnh nên ngất đi, là anh ấy đã cứu tôi đúng không? Vâng. Lỗ Thâm gật đầu. Bệnh của Đan Thiến Thiến đã là căn bệnh lâu năm rồi, biết bao nhiêu năm nay, cô ta cũng thấy được rất nhiều y thuật lợi hại. Tuy nhiên, ông ta chưa từng thấy ai có thể dùng thuật châm cứu để giải trừ khí lạnh trong người Đan Thiến Thiến. Còn loại thuốc ông ta mang theo mình là do một vị thần y cách đây 10 năm đã luyện chế ra, loại thuốc này có thể giúp xua tan khí lạnh. Nhưng, thần y đó cũng đã nói rồi. Thuốc này chỉ có thể ức chế chứ không chữa được tận gốc. Vị thần y đó cũng nói rằng Đan Thiến Thiến sẽ không sống quá 20 tuổi. Và Đan Thiến Thiến cũng đã sắp bước sang tuổi đôi mươi. Trước đây, vào mỗi đại hội trung y, nhà họ Đan đều đến Giang Trung để tìm các bác sĩ nổi tiếng chữa bệnh cho Đan Thiến Thiến. Các bác sĩ này đã kê một đống bài thuốc, nhưng chẳng cái nào có tác dụng. Lỗ Thâm không ngờ lần này lại có thể gặp được cao nhân. Cô chủ, cô được cứu rồi. Người này có thể dễ dàng trục loại trừ khí lạnh trong người cô, nhất định sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho cô. Lỗ Thâm kích động kêu lên. Lỗ Thâm, tôi cần tất cả thông tin của anh ấy. Đan Thiến Thiến nói, chỉnh trang lại quần áo sộc sạch, đẩy vòng vệ sĩ bên ngoài, xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 255.